Lắc tuần tra xin chào mọi người, mong mọi người cầu trời khấn phạt cùng tuần tra nha. Tuần tra cầu nguyện Chúa Trời, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và các vị thần, thiên thần, Đức Mẹ mong cho thế giới này được tai qua nạn khỏi, mùa dịch tan biến, không còn lo âu về bệnh dịch nữa mọi người ơi. Bệnh dịch làm ảnh hưởng kinh tế, xã hội, làm ảnh hưởng rất bao nhiêu người phải mất mạng vì bệnh dịch. Mình rất mong muốn cầu nguyện cho tan qua nạn khỏi, bệnh dịch tan biến đi, không còn bệnh dịch nữa, để cho loài người trong cuộc sống này, thế giới này được bình yên. Tình cha mong muốn mọi người cùng với tình cha cầu nguyện nha. Tình cha đeo khẩu trang này rất là nóng nực mọi người ơi. Mình mới chế cái khẩu trang à, mình làm cái thổ thông gió nha mọi người. Mình đeo cho mọi người xem nha. Nêu cho mọi người xem nha. Cái cổ trang này nó thở quá, mình đeo không quen, có nhiều người ta đeo quen, không có sao, mà nhỏ vô mình đứng như là mình đeo khẩu trang, mình thường đeo khẩu trang kiểu kia, mình không có mai có lỗ thủng hơi nữa, thì nó không có sao, còn mình đeo cái khẩu trang này có lỗ thủng hơi, nó thoải mái, nhưng mà đeo kiểu kia thì nó an toàn hơn mọi người. Ra đây không quen, người ta chơi cái này nè, có lỗ không hơi, cho nó không hơi ấu nổi. Ai đây quen chứ tình cha đây không quen. Tình cha không biết nói gì, mong mọi người cùng với tình cha cầu nguyện, mong muốn tất cả mọi người trên thế giới này cầu nguyện, có thể tình cha cầu nguyện. Trời Phật không nghe đâu, nhưng mà mọi người cùng với tình cha cầu nguyện thì trời Phật sẽ biết đâu nghe và cứu loài người ra khỏi bệnh dịch. Chỉ có thần thánh giúp được thôi mọi người ơi. Giờ bệnh dịch nguy hiểm quá, mình chỉ mong mọi người cùng nhau cùng với tình cha cầu nguyện nha. Tình cha lâu rồi, hồi nhỏ tình cha đi bán vé số, nhà gia đình rất là khổ, không có đồ ăn ngon đâu mọi người. Ở đó mình nhớ mình ăn cơm trắng với nước lạnh. Tình cha nghĩ có nhiều người ăn được cơm trắng với nước lạnh, nhưng mà không biết mọi người có ai ăn được như vậy không. Tình cha sẽ ăn cho mọi người xem để mình nhớ lại những kỷ niệm mình khổ đã từng ăn cơm trắng nước lạnh mọi người ơi. Cũng là lời cầu nguyện đến vị thần, các thánh, Đức Mẹ và Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời, các thiên thần và Chúa Thánh Thần, mong cho thế giới này được bình an, mùa dịch sẽ qua, tình cha
người xem. Cơm trắng với nước lạnh nha mọi người. Mọi người đón xem Tình Cha ăn như thế nào nha. Mọi người theo dõi lúc chân Tình Cha nha. Tình Cha xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Thời gian qua Tình Cha rất cảm ơn và xúc động với những tấm lòng mọi người đã dành cho Tình Cha. Tình Cha vlog sẽ ăn cơm với nước lạnh. Đây mình sẽ lấy chai nước nha mọi người. Đây mình qua đây. Đây là cái gậy tự sướng. Một sạc, máy mình hết pin rồi. Mình sạc vừa ăn nha mọi người. Đây mình lắp rồi. Đây mình xin giới thiệu đây nồi cơm. Cơm trắng nha mọi người. Mình đây là tô. Chai nước lạnh nha mọi người. Nước chín để nguội. Đây mình cắm cục sạc vô, mình vừa sạc vừa quay phim nha. Hết pin rồi mọi người. Pin nó bị chai, mình vừa sạc vừa quay phim. Đây cục sạc đây mình cắm vô mình vừa quay phim nha. Pin nó chai rồi. Giờ mình ăn nha. Ăn cho mọi người xem nha. Ăn cục bông nha. Cục trắng. Lâu rồi mình chưa ăn cục trắng nha mọi người. Hồi nhỏ mình gia đình khó khăn. Với một tô luôn nha, quá trời bự luôn. Rồi, chế chai nước vô nha. Đó, mình chế, chế nước vô mình ăn, chế nước lạnh nha mọi người. Rồi, mình ăn nha. À, mất chai nước rồi. Nhóm mình Tình Cha nhớ ăn cơm trắng với nước lạnh. Ngày xưa không có dịch bệnh gì hết. Bây giờ dịch bệnh tùm lum mưa. Ảnh hưởng kinh tế này nọ. Ảnh hưởng đủ thứ đó mọi người ơi. Mình mong mọi người cùng với Tình Cha cầu nguyện, cầu trời khấn Phật cho bệnh dịch tan biến đi, cho đất nước yên bình, cho toàn thế giới được bình yên. Hôm nay mình ăn cơm trắng với nước lạnh, nước chín để nguội. Mong muốn trời đất nhìn thấy thương cho loài người được sống lâu muôn tuổi, bệnh dịch tan biến. Giờ mình ráng ăn hết tô nha. Mình chờ mình chút nha.
cơm á, mình cơm trắng á, mình ra có điều kiện là ăn không nổi đâu mọi người. Chỉ có những người đã từng khổ, từng chịu cực khổ mới ăn được ngọt cơm trắng thôi mọi người. Mong muốn tất cả mọi người trên thế giới này thoát khỏi cảnh bệnh dịch mọi người ơi. Mong cho đất nước được yên bình. Mọi người rất nhiều.
còn lo sợ về dịch bệnh nữa. Tình ta công ty mình ăn cơm ít lắm, nãy mình muốn quay phim á, mình ăn cơm nhiều cho mọi người xem để ăn vô à, no luôn, quá trời no luôn mọi người, ăn không muốn nổi. Mong mọi người ủng hộ kênh Tình Ca Vlog nha, nhớ đăng ký kênh Tình Ca Vlog nha. Đăng ký kênh giúp cho Tình Ca Vlog ha, để Tình Ca Vlog thành công. Có tiền mình sẽ lấy nửa số tiền mình làm từ thiện mọi người, tất cả luôn. Sau này dù ít hay nhiều, mình lãnh bao nhiêu cũng có chia phần nữa. Mình chỉ xin nửa số tiền lo cho gia đình mình thôi, là chi phí làm YouTube nha mọi người. Mình mong mọi người ủng hộ. Ngon quá mọi người. Thôi ăn đó, bán thuốc. Ăn nãy giờ muốn gạo luôn rồi. Thôi ăn cơm đi mọi người, ăn cơm đi. Mình ăn khó ăn quá mọi người. Ăn là bỏ nửa chừng, no mà khó ăn, khó nuốt, rất là khó nuốt, nuốt không nổi luôn á. Mọi người cứ nghĩ ăn cơm nước lạnh, mà cơm là nước lạnh lấy trong tủ lạnh ra. Cơm á thì nó nguội ngắt à, tháng rút điện ra rồi mà cơm điện nó nguội ngắt à, ăn không có nóng chút nào mà lạnh tanh nè. Nãy mình không có cắm lại, nó lạnh. Nãy rút điện ra cho con ăn á, rồi cái mình không có cắm lại, mình đi làm nhà trên máy tôn, vất vả quá. Làm trả nợ mọi người đó, mọi người thấy không? Mình máy mình bị chai pin, mỗi lần mình quay phim vừa quay phim cắm sạc điện thoại hết pin rồi, trả nợ coi được chút xíu video hết pin tắt nguồn. Ở mình Tình Ca chỉ mong mọi người hiểu là nỗi khổ khi có một cái điện thoại rất là vất vả, chỉnh sửa video này nọ đủ thứ các cái rất vất vả mọi người ơi, khổ lắm. Mọi người ủng hộ video Tình Ca Vlog nha. Làm YouTube rất là khổ mọi người. Thế lượng đồng tiền của YouTube không biết từng lượng đấy, khổ lắm, rất là khổ, khổ, vất vả. Tình Ca cũng rất là mong mọi người ủng hộ giúp đỡ cho Tình Ca. Tình Ca thành công là mọi người giúp đỡ cho mình không á. Thank you.
nữa. Mong mọi người ủng hộ. Nếu mọi người xem video nhớ thay quảng cáo, đừng bấm qua quảng cáo. Mọi người bấm qua quảng cáo thì anh chị em YouTube không có tiền đâu mọi người. Mong mọi người xem quảng cáo. Người ta không biết nhưng mà cái tấm lòng của mình dành cho người ta, mình cảm thấy mình vui, mình giúp người ta một chuyện gì đó. Để biết tấm lòng của mọi người, mong mọi người ủng hộ cho nha. Cha xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ kênh Tình Cha Vlog thời gian qua. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ anh chị em YouTube xem video họ để họ có tiền. Mọi người giúp đỡ nha. Tình Cha Vlog to lắm rồi. Sau khi kết thúc video này nha, mình thích nè. Bye mọi người nha. Mọi người nhớ ủng hộ anh chị em YouTube nha. Có quảng cáo chưa gặp quảng cáo, nhớ chưa gặp quảng cáo. Trong chưa gặp quảng cáo có video mọi người, có video mọi người có thắt video không là mọi người thoát ra một chưa gặp quảng cáo. Mọi người giúp anh chị em YouTube có tiền nhiều quá. Chị em YouTube làm vất vả lắm. Tiền YouTube trả ít lắm mà mọi người giúp một tay. Coi truy cập không ai biết mọi người truy cập đâu, nhưng mà có thể có người biết mọi người truy cập, mọi người xem quảng cáo này nọ, nhưng mà tấm lòng mình giúp cho anh chị em thì chỉ có trời đất biết thôi. Mọi người giúp đỡ cho chào biết mọi người. Video rất là cực khổ, mình đã chứng kiến rồi. Mong mọi người giúp đỡ nha. Hôm nay mình kết thúc tại đây. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.